Cái này là mấy cái con mà ăn ăn lettuce và con Rau phải salad, rồi nói tiếng và Mỹ đi. con Nói tiếng Mỹ these đi. these are bugs right here that eat lettuce and they're since we go organically and we don't use pesticides, they don't die and yeah, and I'm trying to get them off without killing them like Give me an this. idea if anyone know how to take care. Like pushing them off. Rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Character. Thấy tỏ đúng không? Tỏ mà có cả tỏ.